Cuộc hôn nhân của nam diễn viên nổi tiếng Hoàng Mèo, tên thật là Nguyễn Lê Hoàng, sinh năm 1982, với Đại Ngọc Trâm đã đổ vỡ sau hơn 10 năm gắn bó. Trong một cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Trung Dân, Hoàng Mèo đã thẳng thắn thừa nhận phần lỗi của mình trong việc đổ vỡ mối quan hệ này. Hoàng Mèo bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu Nụ Cười Mới và cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám như Làng Xóm Cha Cha Cha, Bố Già. Những năm tháng hoạt động chung sân khấu kịch đã khiến anh và Đại Ngọc Trâm tìm thấy tình cảm cho nhau. Anh tiết lộ rằng tiểu phẩm Nụ Hôn đã đánh dấu một khởi đầu mới cho mối quan hệ của họ. Mỗi khi họ xảy ra xích mích, nghệ sĩ Hữu Lộc lại trình diễn tiểu phẩm đó để làm hòa cho họ. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Hoàng Mèo, quãng thời gian đó anh vẫn còn ham chơi và không tập trung vào công việc của mình. Anh đã lạc quan và tiêu tiền một cách không suy nghĩ, không để ý đến việc trang trải cho tương lai. Điều này đã ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình và góp phần tạo ra những khúc mắc. Hoàng Mèo cũng thừa nhận rằng họ không thường xuyên ngồi lại để trò chuyện, thấu hiểu nhau và tìm hiểu các vấn đề gặp phải. Dần dà, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Khi Trung Dân hỏi về việc liệu có điều gì khiến Đại Ngọc Trâm tổn thương đến mức không thể hàn gắn, Hoàng Mèo chia sẻ rằng dựa theo quan điểm của vợ, có lẽ đã có. Anh nhấn mạnh rằng anh luôn nghĩ về tương lai và cách cả hai sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, áp lực từ bên ngoài và nhiều vấn đề đã ảnh hưởng đến quyết định của cả hai. Cuối cùng, Hoàng Mèo nhận thức rằng quyết định ly hôn là một điều khó khăn và ảnh hưởng lớn đến cả hai bên. Anh luôn cố gắng hàn gắn mối quan hệ, nhưng những khó khăn đã khiến họ phải đi đến quyết định đau lòng này.